Ok, vậy là qua hai bài vừa rồi thì mình nghĩ các bạn đã nắm sơ sơ về cách sử dụng Photoshop, cách chỉnh ảnh nhanh, cách thiết kế, cách quản lý layer ha. Và trong bài ngày hôm nay thì coi như là bài cuối cùng ở trong cái khóa học Photoshop cấp tốc của mình ha. Thì cái bài này sẽ giúp các bạn nắm rõ được cái chức năng thứ ba của Photoshop mà đa phần ai cũng dùng, đó là cắt ghép ha. Đó là cắt ghép một cái ảnh chân dung của bạn vào một cái nền phong cảnh khác, và cách để điều chỉnh, cách để chọn nhân vật như thế nào đó và ghép làm sao để cho nó phù hợp ha. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em ở trong bài thứ ba này. Nếu như đây là lần đầu các bạn đến với kênh của mình, hãy nhấn nút like, nút subscribe và nhấn nút chuông nhỏ bên cạnh nút shop nhé. Và nếu bạn vẫn chưa xem những cái video trước thì hãy nhấn vào quay trở lại cái channel của mình nhé, và coi lại những cái video đó, bởi vì nó có rất là nhiều cái kiến thức dành cho những bạn là chúng ta chưa biết gì luôn á ha. Rồi, ok, chúng ta bắt đầu thôi. Thì cái này giống như là dành cho các bạn là sống ảo thôi, tại vì đằng nào thì các bạn đi du lịch thì cũng chỉ để chụp hình đem về, thì cuối cùng nó vẫn là cái hình, đúng không? Ok, nói thế thôi chứ chủ yếu nó vẫn là phải là trải nghiệm anh em ạ. Rồi, ok. Thì như sau, các bạn sẽ cần chuẩn bị một cái hình để ghép cho nó đẹp á, thì để ghép cho nó đẹp và thật thì mình sẽ có một cái số lưu ý như sau. Đó là chọn cái hình sao cho nó hợp. Đầu tiên á, chọn hình hợp là đâu, là như thế nào? Đầu tiên á, là hình mà các bạn sẽ ghép đó là hình chân dung. Thì các bạn sẽ chọn coi thử là cái hình chân dung mà các bạn chọn cùng với cái phông nền mà các bạn chọn á, nó có hợp nhau hay không. Phông nền thì ở đây các bạn có thể lên Google Image, các bạn search ví dụ như là khung cảnh ở đâu nhỉ, Taj Mahal đi, Taj Mahal viết vậy đúng không nhỉ? Taj Mahal, mình thử đây là Taj Mahal đây, đúng rồi. Đó, ví dụ như là thế này, các bạn muốn ghép hình đi chơi Ấn Độ, chúng ta có chụp trước đền Taj Mahal chẳng như thế, thì các bạn có thể lên Google để các bạn search cái hình ở cái vị trí mà các bạn muốn đó ha. Nhưng mà lưu ý giúp mình này, các bạn sẽ phải để ý đầu tiên đó là kích thước của cái hình. Kích thước của hình thì các bạn sẽ phải vào các phần công cụ hoặc là tool, nếu như các bạn để là tiếng Anh. Ở phần size là phần kích thước, các bạn sẽ để là lớn, big giúp mình nhé, huge hay là gì đó, big huge kiểu thế. Thì khi các bạn click vô này, ví dụ như là cái hình này đi, các bạn sẽ thấy chúng ta có một cái kích thước lớn ha, để chúng ta có thể có một cái chất lượng ok, kể cả cái hình này và cũng như là cái hình gốc của anh em nữa. Như hình này là được tới 4K lận này. Đó, ví dụ như hình này. Đó. Thì đó là cái hình gốc, cái hình nền mà các bạn chọn này nhé. Thứ hai nữa là các bạn xác định cái hình chân dung để các bạn cắt ghép. Nó phải có cái yếu tố như sau. Thứ nhất là chất lượng, nó phải tương đương nhau. Ví dụ như là cái hình này mình đang sử dụng cái hình gốc, mình có share cho anh em cái link ở phía dưới hình stock đó. Thì cái hình này chất lượng rất là cao, rất là ok, sắc nét ngon gà, đầy đủ, mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ. Và các bạn để ý cái hình gốc, như là hình này thì mình sẽ chọn cái hình này chẳng hạn như thế để mình ghép vô. Thì cái hình này nó sẽ có chất lượng, độ nét rất là ok. Các bạn để ý nó tới 4K lận, và độ nét nó cũng rất là ngon lành, ánh sáng đều tăm tắp. Đó, thì các bạn chọn những cái hình mà chất lượng cao như thế này, các bạn sẽ ra được một cái hình cuối cùng chất lượng cũng cao. Ha. Thứ hai, cái lý thứ hai là chúng ta sẽ phải căn chỉnh về góc nhìn. Góc nhìn đây có nghĩa là sao? Ví dụ như là ở một số cái hình, ví dụ như là hình tháp Eiffel này, vì mình vừa sở thử, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có những cái hình mà chụp từ dưới lên, hoặc là chụp từ rất xa, hoặc là chụp ở những cái khung cảnh mà giống như là các bạn đang đứng ở lưng chừng một cái tòa nhà ở đối diện, các bạn nhìn vô thì nó sẽ không phù hợp nếu như các bạn chọn cái hình góc như thế này. Hình chân dung để các bạn chọn để ghép vô như thế này nó sẽ không phù hợp, đúng không? Thì các bạn sẽ phải chọn cái góc làm sao cho nó phù hợp, nó ok một chút. Ví dụ như là cái hình tháp Eiffel các bạn muốn ghép vô, nó chụp từ dưới lên, thì người mẫu các bạn cũng sẽ phải chụp từ dưới lên. Các bạn hình dung được đúng không? Thì nếu được an toàn nhất cho mình thì mình sẽ chọn những cái hình mà chụp kiểu toàn thân hoặc là bán thân như thế này, và một cái hình cũng ở dạng vừa thôi, ví dụ như là hình này đi. Đó, ví dụ như là hình này, mình có thể ghép cái hình này cho các bạn được. Ha. Và ví dụ như là đến Taj Mahal đó thì mình cũng chọn cái hình nó vừa thôi. Cái này là cái góc nhìn nó hơi cao, các bạn để ý cái nền đất này nó hơi cao một chút, thì mình có thể chọn một cái hình khác để sao cho nó phù hợp. Ví dụ như là đây, hình này chẳng hạn như vậy, hình này nè tương đối thấp, mình có thể chọn cái hình mà ở sát một chút nhưng mà ở ngoài rìa một chút, ví dụ như là hình này hoặc là đây chẳng hạn như vậy. Đó, các bạn để ý một cái nữa nha. Đầu tiên là ba cái lưu ý mình nói rồi ha, và cái thứ ba đó là hãy chọn những cái hình có hiệu ứng màu sắc tự nhiên. ha. Cái thứ tư đó, cái lưu ý thứ tư là hãy chọn những cái hình có màu sắc tự nhiên. Ví dụ như là hình này, màu sắc rất là tự nhiên, chúng ta không có blend màu, không có làm hiệu ứng màu gì ở trong này cả. Chọn cái hình gốc như vậy thì các bạn ghép vô nhìn nó sẽ rất là dễ để chúng ta xử lý và nhìn cho nó thật. Chứ còn ví dụ như các bạn chọn cái hình này đi thì mất công các bạn sẽ phải chỉnh rất là nhiều ở trong cái Camera Raw, cái HSL adjustment mà hôm trước mình có nói đó. Đó thì bây giờ mình sẽ cái góc này nó tương đối thấp này. Có thể thấy là cây các thứ đồ nền đất cũng thấp thấp, thì mình ngờ rằng là nếu mình paste cái hình chân zoom kia qua đây á thì nhìn nó sẽ rất là hợp và nó đẹp ha. Và cái lưu ý thứ 5 nữa đó là ánh sáng ha, ánh sáng. Cái mà các bạn cảm giác nó, các bạn nếu các bạn không để ý á, thì các bạn sẽ cảm giác nó có gì đó nó sai sai. Nếu như các bạn chọn một cái hình cái góc sáng nó bị sai ha, các bạn sẽ để ý ở trong hai hướng sáng của hai tấm hình. Đầu tiên là hình nền, ví dụ như là cái hình ở hình background đó các bạn sẽ ghép vô đó, thì hướng sáng nó đang nằm ở hướng bên nào, chiếu sang bên nào và độ sáng, độ góc sáng nó như thế nào. Ví dụ như cái này đi thì các bạn sẽ thấy là cái góc sáng của chúng ta là độ đổ bóng là từ bên phải qua bên trái, tức là nguồn sáng của ta có thể đang ở bên phải màn hình ha. Còn cái hình gốc của ông ta này đó thì ví dụ như là ở hình này thì nó sẽ không có quá nhiều cái độ bóng ha, cho nên là nếu như các bạn ghép vô thì mình cảm thấy nó rất là ok ha. Còn như kiểu những cái hình mà nó có cái độ đổ bóng từ trên xuống như thế này chẳng hạn, như vậy ví dụ như là hình này đi đó, ví dụ như hình này đi thì bạn sẽ thấy nó, cái độ đổ bóng nó lại từ bên trái qua bên phải, các bạn để ý không? Đây là cái bóng này là do từ cái nón này nó tạo ra này, thì nó từ trái qua phải, nó bị ngược so với lại cái hình nền. Thành ra nếu như các bạn lấy cái hình này mà ghép vào đây á, mà các bạn không lật người lại á, các bạn sẽ thấy nó rất là sai sai, có gì đó sai sai kiểu thế, nó tạo cảm giác nó không được thật và chất lượng nó không ok. Thì các bạn hình dung được như vậy đúng không? Thì đó là một 5-6 cái lưu ý mà mình lưu ý với các bạn ha. Rồi, sau khi các bạn đã chọn được một cái background ok rồi, một cái hình chân dung ok rồi, như là hai tấm này đi thì mình sẽ lưu hai tấm này về. Click chuột phải và chọn Save Image. Mình sẽ để vào thư mục download của mình thôi. Đó, như tấm này và tấm này. Cứ bấm chuột phải chọn Save Image là nó sẽ là hai tấm hình ok cho chúng ta rồi ha. Và có thể mình sẽ mở nó ở trong Photoshop sau tí nữa. Thì bây giờ mình sẽ xử lý với cái hình nền của chúng ta trước đã ha. Hình nền mình sẽ mở cái hai hình này, mình sẽ mở luôn ở trong Photoshop đi, để chúng ta xem thử là cái hình này nó sẽ có hiệu ứng gì để chúng ta căn chỉnh cái hình chân dung của chúng ta, cắt ghép vô cho nó dễ ha. Như hình này là nó ở mức độ rất là tự nhiên rồi này, thì mình cảm thấy nó không có vấn đề gì. Còn cái này nó hơi có một chút hiệu ứng, hơi một chút, các bạn để ý ha. Nó giống như là nó có một chút noise ở đây này. Cái noise này là tạo hiệu ứng này. Rồi nó hơi ám màu xanh một chút. Đó, thì mình nghĩ là mình có thể chỉnh ở đó ha. Rồi, thì bây giờ công đoạn mà chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành và chúng ta cắt ha. Muốn ghép thì phải cắt trước đã. Thì bây giờ chúng ta sẽ mở cái stock của chúng ta lên. Để chọn cái stock cho nó dễ cắt á, thì yếu thì chúng ta không nên ra gió. Cái khó cắt nhất ở trong cái việc mà chúng ta sử dụng Photoshop để cắt á, thì các bạn lưu ý giúp mình là cố gắng cái phần tóc tai của chúng ta nó gọn gọn thôi để chúng ta dễ cắt. Chứ còn như kiểu mà tóc tai mà nó như thế này là mình sẽ tìm coi thử là một số tấm mà mình cảm giác nó không phù hợp để các bạn cắt. Ví dụ như là stock của Nguyễn Kỳ ở lần trước đi, những cái hình này chẳng hạn, như vậy đây, những hình này đi, các bạn sẽ thấy cái phần tóc của ông ta nó rất là lơ sơ như thế này, nó rất là lưa thưa, rất khó để các bạn cắt và gần như là không thể nha. Đối với cả bản thân mình cũng cảm giác cái này là không thể, mà ông ta phải vẽ lại nữa, nó rất là phiền. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là các bạn hãy chọn những cái stock nó dễ cắt ha, nó dễ cắt và nó ít cái chi tiết lưa thưa kiểu như thế, bởi vì chúng ta cần cắt ở cái mức độ nó vừa đủ thôi ha. Rồi, với hình này mình cảm giác ok, với hình này mình cảm giác khá là ok. Đây, đó, tóc tai cũng rất là gọn gàng, chắc ăn thì đội thêm cái nón và giống bạn này đó, thì nó rất là gọn gàng và đẹp đẽ, nó dễ cắt nữa. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ mở cái hình này với Photoshop, bấm chuột phải chọn, hoặc là các bạn vào mở Photoshop ra file open cũng được. Mình sẽ chọn open with và chọn là Photoshop CC 2018. Đó, và chúng ta mở hình này Photoshop và mặc định thì tất nhiên rồi, file raw mà, nó sẽ hiện cái camera raw lên cho chúng ta nhé. Thì ở đây các bạn sẽ chỉnh ánh sáng làm sao cho nó tự nhiên một chút. Ví dụ như là các bạn cảm thấy cái ảnh đây rất là bình dị, nó không có gì gọi là contrast cao, rất là đều đều. Đó, contrast rất là ok. Thì ở đây mình sẽ tăng cái shadow lên một chút như thế này. Đó, tăng lên một chút cho nó đều đều lại. Đó, và exposure mình có thể tăng giảm một chút, sau đó tùy các bạn. Ví dụ như là ở đây cái hình này thì mình có thể để ở khu vực ngoài này chẳng hạn vậy, nó hơi có bóng cây, thành ra là mình có thể để hơi tối một chút, so với bình thường như thế này. Đó, tạm thế. Cái màu sắc thì màu sắc của hình gốc này mình cảm giác ok, cho nên mình cũng không có giảm màu sắc ở đây. Đó, sau khi xong rồi temperature các bạn có thể tăng giảm làm sao cho nó tùy ý. Như ở đây thì cái bức hình này nó đang có cái độ tương phản màu rất là ok, màu sắc nó đúng sáng, thành ra là mình cũng để cho nó tương đối trắng trắng một tí. Đó là mình bấm Open Image. Sau khi các bạn mở cái hình này ở trong Photoshop rồi, chúng ta sẽ tiến hành chúng ta cắt nhé. Để cắt thì chúng ta có một số cái công cụ ở phía trên này. Đầu tiên là chúng ta có thể sử dụng cái Rectangular mà Quick Tool. Ở đây là chúng ta chọn theo hình rồi thì không nói làm gì, nhưng mà chọn theo người nha. Thì mình khuyên các bạn nên dùng hai công cụ để chúng ta cắt. Đầu tiên á, để chúng ta chọn vùng trước, phải chọn vùng trước mới cắt được nha. Để chọn vùng thì một, các bạn sẽ sử dụng Lasso Tool hoặc là Polygonal Lasso Tool ha, hoặc là các bạn sử dụng công cụ là Quick Selection Tool cũng được ha. Thì các bạn có thể sử dụng hai công cụ này, nó dễ lắm. Hoặc là công cụ Magnetic Lasso Tool cũng được. Công cụ này là gì? Đầu tiên là Lasso Tool nhé, nguyên cái nhóm công cụ Lasso Tool này. Các bạn, nếu các bạn không thấy hiện ra thì các bạn có thể bấm chuột phải vào đây, các bạn sẽ thấy ha. Bấm chuột phải này nó sẽ hiện ra. Lasso Tool á, thì là các bạn click giữ chuột trái, và các bạn cứ chọn như thế tới khi nào chọn hết được khu vực cái của nhân vật của chúng ta, cái subject mình sẽ tạm gọi là subject đi, thì là chúng ta xong ha. Nói chung là vẽ tự do. Các bạn có thể bấm Ctrl D để chúng ta bỏ vùng chọn nhé. Ngoài cái đó ra, các bạn có thể sử dụng là Polygonal Lasso Tool để chúng ta gọi là chỉnh theo cái hướng, chọn vùng theo cái kiểu như là những đường thẳng nối tiếp nhau. Đó, cá nhân mình á, thì mình thường sử dụng cái Polygonal Lasso Tool này nhiều hơn, bởi vì nhiều cái đoạn thẳng nó sẽ tạo ra được một cái hình tròn mà các bạn có thể click và đưa lại về góc cũ, hoặc là các bạn click đôi nó sẽ về lại góc cũ như thế này, mà Ctrl D để bỏ. Đó, hoặc là Magnetic Lasso Tool. Magnetic là gì? Là 500. 500 là gì? Là tự dính vào. Thì ở đây các bạn có thể sử dụng cái zoom này, các bạn zoom kỹ vào đây. Ví dụ như là mình muốn chọn phần tay này đi thì mình có thể sử dụng cái Magnetic Lasso Tool để mình click. Đó, và mình cứ thế mình đưa thôi, mình không hề click chuột nha. Mình không hề click chuột. Đó, mình chỉ đưa vào khu vực mà mình đang muốn thôi. Đó, và ví dụ như là mình chọn cánh tay này đi. Đó, mình lại click. Cái khi nào mình muốn neo cái điểm đó lại á, thì mình hãng click. Đó, và mình cứ thế mình đi cứ thế cứ vậy hoài thôi. Rồi, mình có thể bấm Enter hoặc là bấm click đúp chuột để chúng ta kết thúc hành trình. Thì chúng ta sẽ chọn được cái tay. Đó, Ctrl D. Thì đó là công cụ đầu tiên, đó là Lasso Tool, nguyên cái nhóm Lasso Tool ha. Và công cụ bên này ta có hai cái khác nữa, đó là Quick Selection Tool và Magic Wand. Magic Wand thì đơn giản là chọn theo nguyên vùng màu thì mình không nói ở đây. Thì các bạn sẽ chọn là Quick Selection Tool giúp mình. Quick Selection Tool có nghĩa là gì? Quick Selection Tool, các bạn nghe tiếng Anh thì các bạn cũng sẽ đơn giản hiểu được cái công cụ này nó làm gì, đúng không? Nó sẽ tự động chọn vùng thật nhanh cho chúng ta. Đó, thì cái cách dùng như sau, các bạn click vào Quick Selection Tool này. Đó, thì các bạn sẽ sử dụng cái Quick Selection Tool nhé. Có thể tăng cái size của cái này lên một chút. Đây, size ở đây. Đó, ở phía trên này các bạn có thể tăng size lên một chút. Và chúng ta click giữ vào khu vực người mẫu. Và cứ như vậy di chuyển, có thể thả chuột ra một chút. Đó, nó sẽ tự định hình lại. Nó sẽ tự chạy để nó đảm bảo hết những khu vùng biên của chúng ta. Đó, và các bạn cứ tiếp tục như vậy cho tới khi nào các bạn chọn được hết phần người thì thôi. Nó có thể hơi thừa ra hoặc là thiếu vào một chút gì đó cũng được. Không sao cả, chúng ta có thể chỉnh lại. Đó, ví dụ bị thừa ở ngoài này ha. Mặc định thì nó sẽ là khi các bạn click chọn thêm thì nó sẽ là cộng thêm vào vùng chọn đang có sẵn. Còn ví dụ như là các bạn muốn bỏ bớt cái vùng chọn này đi, bị chọn thừa này. Đó, bị chọn thừa này, các bạn sẽ đè phím Internet ALT đó trên bàn phím đó, ngay cái Control Internet đó ha. Các bạn giữ phím Internet thì các bạn sẽ để ý là cái công cụ của chúng ta nó sẽ hiển thị cái dấu trừ. Hoặc các bạn nhìn lên đây nó cũng sẽ là chọn cái này đó. Thay vì chúng ta đè phím Internet thì chọn này cũng được. Nhưng mà thông thường thì mình đè phím Internet và mình click thôi ha. Mình thừa ở ngoài đúng không? Đè phím Internet và chúng ta click ở ngoài này để chúng ta bỏ bớt đi. Ví dụ như là nó lại bị thiếu ở đây có thì chúng ta sẽ zoom lại, zoom vào, đó, click giữ zoom vào, đó. Và lại quay sang lại Quick Selection và click. Đó, click. Ở những cái bước này thì Photoshop sử dụng AI để nó tự động nó điều chỉnh những cái khu vực này, những khu vực chọn vùng cho chúng ta ha. Thì nếu như một cái chip máy tính của các bạn nó càng mạnh á, nó xử lý có cái tần số xử lý cao á, thì nó sẽ càng nhanh, xử lý càng nhanh và càng chuẩn cho chúng ta. À, ví dụ như là ở khu vực này bị thừa này thì mình lại sử dụng Quick Selection, hoặc là các bạn sử dụng Polygonal Lasso Tool này, toàn chữ N chữ L mình lặp đi lặp lại nếu ở lưỡi rồi. Các bạn có thể sử dụng Polygonal Lasso Tool ha, đè phím Internet luôn đó, ví dụ chọn thì chọn thêm này, nhưng mà đè phím Internet và chúng ta click vào khu vực đó, chúng ta bỏ bớt cái phần thừa màu đen này đi, đó mình bỏ bớt này đi, click đôi, đó kết thúc hành trình. Cứ như thế tới khi nào các bạn chọn được hết phần người của các bạn. Chúng ta có rất là nhiều cách, ví dụ như là như thế này đúng không? Nếu như các bạn chọn một cái thì nó sẽ biến mất, thì lỡ tay chẳng hạn như thế thì các bạn bấm Ctrl Z giúp mình, hay Ctrl Z hoặc là Ctrl G, nhiều bạn đọc là Ctrl G. Thì đối với Polygonal Lasso Tool thì các bạn đè thêm phím Shift để chúng ta chọn thêm vùng ha, đè thêm phím Shift để chúng ta chọn thêm vùng. Đó, và chúng ta cứ thế chọn. Rồi. Nếu như người mẫu của các bạn á, nó càng có cái độ chi tiết, nó chất lượng nó càng cao á, thì việc chọn vùng của chúng ta càng nhanh. Còn nếu như mà nó độ phức tạp quá hoặc là chất lượng thấp quá đó thì nó sẽ phải tốn thời gian ha, nó sẽ phải tốn thời gian, thì cái đó là cái bắt buộc chúng ta phải chịu. Bởi vì nếu như làm Photoshop á, như mình nói hồi bài thứ hai thì mình cũng có giới thiệu cho anh em. Cái chuyện là nó chuyên nghiệp hay không á, thì nó là ở cái bước là các bạn làm có kỹ hay không. Chứ còn công cụ thì nó rất là dễ. Công cụ thì các bạn có thể đơn giản học trong vòng 1 tiếng đồng hồ là các bạn biết hết những công cụ này luôn. Mình nói thật, thì nó rất là đơn giản như vậy thôi, cũng chẳng có gì gọi là phức tạp cả. Ê, tự nhiên ba con chim này tự nhiên bị đó. Rồi, ví dụ mình lấy thêm phần quần nữa, đó là mình lại quay lại sử dụng Quick Selection Tool này, nó vẫn đang chọn vùng này. Mình sẽ kéo chọn thêm phần đùi, phần quần. Đó, có thể như thế. Phần này bị thừa, mình lại để cái Internet, mình bỏ bớt đi. Rồi, thì sau khi xong rồi thì các bạn có thể copy và chúng ta paste qua cái hình kia bằng cách vào Edit, chọn Copy ha, chọn Copy và các bạn sẽ qua cái hình đề của chúng ta. Lại vào Edit và chọn là Paste hoặc là Ctrl C, Ctrl V. Đó, hình người chúng ta đâu? Các bạn biết lý do tại sao không? Bởi vì quá to, các bạn có thể sử dụng công cụ Move Tool này để các bạn kéo. Các bạn sẽ thấy cái layer 1 của chúng ta này, đó chính là hình người của chúng ta đó. Rồi, để thu nhỏ lại các bạn bấm Ctrl T hoặc là vào Edit chọn Free Transform. Ở hai bài trước thì mình cũng có giới thiệu cho anh em rồi. Ở bài thứ hai chứ. Và các bạn thu nhỏ cái hình của chúng ta lại đó, thu nhỏ lại đó. Cứ thu nhỏ như vậy tới khi nào các bạn cảm thấy giác là cái hình, cái kích thước của người mẫu này chúng ta cảm thấy ok rồi thì dừng. Đó, kiểu như thế. Như là mình để tầm này đi, người mẫu ở đây đúng không? Mình sẽ để sát đây luôn. Đó, ở đây. Nhìn cũng được chứ hả? Sau khi xong rồi các bạn bấm Enter. Đó, và chúng ta sẽ có một cái hình kiểu như thế. Tự nhiên nay bạn Hạnh được đi du lịch Taj Mahal, nhìn nó rất là ok đúng không? Rất là ổn. Rồi, ví dụ cũng cái hình này nhưng mà mình bỏ qua đây thì sao? Nó có hiệu ứng, nó có người này. Thì công việc của các bạn, ví dụ như là các bạn không tìm được một cái hình nào mà nó trống trải đi, thì các bạn sẽ phải xóa cái người này đi. Cách xóa rất là dễ luôn. Ở trên Photoshop á, nó có cái công cụ là tự động xóa và lấp giúp chúng ta. Các bạn sẽ quay lại công cụ sử dụng là Lasso Tool của chúng ta ở đây ha. Vẫn là Lasso Tool thôi, chẳng có gì gọi là mới mẻ cả. Mình nói những cái công cụ rất dễ dùng lắm. Rồi, các bạn sẽ chọn vào cái người mà các bạn muốn xóa. Mình xin lỗi bạn gái này nhá, mình không biết bạn là ai, nhưng mà mình chắc chắn là mình có lỗi với bạn. Nhưng mà vì công việc mà, thì mình hy vọng là bạn sẽ thông cảm cho mình. Đó, thì bây giờ các bạn chọn vùng xong người mẫu rồi nhá, để hơi thừa ở ngoài một chút nha. Và các bạn click chuột phải và chọn là Fill. Sau đó các bạn chọn ở cái Content này, các bạn chọn là Content Aware ha. Và các bạn click OK. Nhớ chọn là Color Adaptation nữa. Và các bạn chọn là OK. Và boom. Mình nói Photoshop cơ bản là dễ là có thật đấy, các bạn hiểu không? Nó sẽ hơi nó sẽ vẫn có những cái lỗi như thế này, nhưng mà không sao cả. Bởi vì tại sao? Bởi vì các bạn sẽ để cho bạn gái của mình paste vào mà ha. Các bạn nữ này đó sẽ vào này ha. Nhỏ quá không thấy đâu đấy, không lớn quá chứ đó. Mình cần Ctrl T lại thu nhỏ một chút, cái thu nhỏ nó là tít cái góc này. Các bạn có thể chỉnh ở trên cái hat này, hay này các bạn để 50%, enter cái để chưa, để chưa người máu đâu. Mình zoom out ra một chút, Ctrl T đặt người máu tít ở dưới này đó. Chúng ta lại chúng ta có thể thu nhỏ lại một chút, enter, và mình sẽ zoom in vào, nhấn phím Z để chúng ta zoom in zoom out nhé. Rồi các bạn có thể Ctrl T để chúng ta đưa vào như thế này đó. Các bạn có thể để như thế này, hoặc là các bạn muốn lật ngang lại cũng được nữa. Các bạn chọn là flip horizontal, đã lật ngang lại, và các bạn để ở hướng bên này đó. Thu nhỏ lại một chút, chữ nó hơi ngược một tí cũng không sao ha. Ví dụ như là mình muốn lấp bớt cái hơi lỗi này đi thì mình sẽ để như thế này chẳng hạn, như vậy đó. Và mình như thế này mình cảm thấy ok đó. Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có cái hình người mẫu của chúng ta đã ở đây rồi hả. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cần làm cho cái bức hình của chúng ta nó phù hợp với cái màu ở dưới ha, với cái hình mẫu này. Đầu tiên để các bạn chỉnh cho cái hình của chúng ta nó hơi ám xanh một chút, các bạn cảm giác nó hơi ám xanh nè đó, thì các bạn có thể quay trở lại cái Camera Raw. Các bạn nhớ chọn vào cái layer người nhé, đây là layer người này đó. Các bạn có thể vào lại Camera Raw, vào filter, chọn là Camera Raw filter. Sau đó các bạn sẽ ở đây, các bạn có thể làm cho nó hơi xanh một chút đó, giảm xuống hơi một chút, có thể giảm exposure, tăng shadow lên một chút đó, kiểu thế. Và chúng ta ok đó, thì các bạn sẽ có cái hiệu ứng như thế này, nhìn nó giống hình gốc không. Đó là mình mới tăng giảm cái temperature đi một chút thôi, giảm cái nhiệt độ màu đi một chút thôi là nhìn nó giống rồi ha. Tiếp theo nữa là cái hiệu ứng đây. Hiệu ứng các bạn sẽ thấy chúng ta có cái hiệu ứng bị noise như thế này, hoặc là những cái hình các bạn chọn nó hơi chất lượng hơi thấp một chút, nó sẽ có noise. Thì cái hình mà chúng ta chọn thì có thể nó sẽ không có noise, thì các bạn sẽ phải thêm noise vào ha. Thêm noise bằng cách nào? Nhớ chọn lại layer người nhé. Các bạn vào filter, chọn noise và chọn là add noise. Ở đây thì mặc định có thể là nó sẽ hơi cao một chút, rồi nó sẽ tan hoài như thế này này. Thì các bạn nhớ giảm đi giúp mình cho nó hợp đi, ví dụ như là vài phần trăm thôi, ví dụ như là 2% hay 1% thôi. Đấy, ví dụ như là ở hình này mình nghĩ là tầm 1.5% đi. Rồi, hợp đó, chúng ta click OK. Đó, và các bạn sẽ có hiệu ứng noise kiểu như vậy, và nhìn nó sẽ rất là hợp đúng không? Ai mà nói đây là hình ghép không? Trừ khi các bạn coi từ đầu tới cuối thì các bạn sẽ biết là hình ghép thôi, chứ còn không thì đó. Thì cơ bản cái cách làm của chúng ta nó là như vậy ha. Thì để có một cái mẹo cho các bạn, đó là từ cái phiên bản CC 2018 trở lên á, thì Photoshop nó có một cái công cụ mà nó hỗ trợ chúng ta chọn người, chọn vật thể bằng AI ha, và nó khai thác tối đa cái chip CPU của các bạn luôn. Ví dụ như chip AMD thì nó có cái xung nhịp rất là cao, và nó sẽ hỗ trợ các bạn chọn rất là nhanh. Thì các bạn có thể quay trở lại công cụ là Quick Selection Tool này. Ví dụ người này đi, mình chưa chọn nhé. Các bạn có thể chọn ngay cái nút là Select Subject ở trên này, click một cái và chờ thôi. Đó, Selecting Subject này. Đó, mình chẳng chọn cái gì cả, chẳng có một cái gì cả, tất cả mọi thứ là tự động. Và đó, Photoshop sẽ tự nhận diện là cái nào đang là vật chủ, và nó sẽ chọn vùng giúp chúng ta. Và công việc của các bạn bây giờ chỉ là mình sẽ bỏ bớt đi những phần thừa, hoặc là chọn thêm ở những phần thiếu, thì đơn giản thế thôi. Để phím Internet để em ta bỏ bớt đi, hoặc là để phím Shift để em ta chọn thêm vùng, và em ta cứ thế copy paste qua những cái hình mà các bạn muốn, và điều chỉnh một chút về ánh sáng, về nhiệt độ màu, tạo một chút hiệu ứng nếu cần nữa. Ok, thì đó là toàn bộ video này, cũng như là kết thúc cái series Photoshop, học Photoshop cấp tốc của mình, qua 3 bài ngắn gọn như vậy, với một số cái kiến thức mình nghĩ là khá là sơ lược, và gọi là dành cho bất kỳ ai mà chúng ta chưa biết gì Photoshop, và chúng ta muốn học về Photoshop, và các bạn muốn tự mò Photoshop, thì qua 3 bài này mình nghĩ là các bạn cũng sẽ có cái nền tảng để các bạn dễ dàng các bạn tự học hơn ha. Và đó là toàn bộ video, thì mình hy vọng các bạn thích. Hãy nhấn nút like nếu các bạn thích nhé, và chia sẻ cho bạn bè nữa, và hãy comment ở phía dưới cho mình biết là video sau các bạn muốn mình làm về vấn đề gì nhé. Và ở đây mình đã có những cái video khác nữa, nhớ click vô xem tham khảo cho vui ha. Bye bye, mình là Phúc, đã về Photoshop.com.